những người huấn luyện là bình thường mà. Cái lượng tiền nó tạo ra cho người chơi cũng đâu phải là ít đâu. Có những social lead một tháng kiếm 20-30 triệu một tháng thôi. Đến cái mức độ đấy thì nó không phải cái bình thường. Xóa bài với hai cái dép luôn. Thêm luôn cả bóc kim và lửa. Chí mạng là chết luôn. Xóa bài đi. Một móc câu nữa. Nó có thể là bị tên này bị không biết là giết mình luôn. Không biết này hả? Đúng không? Không biết này mình giết mình. Biết em bất. Không có tiền giống. À mình đánh cái nuôi đi để phòng thủ. Mình đánh cái nuôi đi. À không, đuôi còn chưa đạt thế thôi. Tắt đi, tắt đi, tắt cái nuôi đi. Rồi ok, enter được. Còn ở đây là có sừng, nhớ vậy được rồi. Ô không chết kìa, giáp mạnh gì. Giáp to vãi. Rồi ok, tên này mình sử dụng một bong bóng đi. Bóng sợ chưa chết được. Con này nó còn cái này nè. Còn giáp 50 nè. Nhưng mà biết nó ra bài là con đến chết rồi. Thôi được rồi, mình đánh thế thôi, enter. Không đánh. Sao nó không đánh? Nó không đánh thì mình cần thủ không? Từ cái này nó ra hết bài con ở dưới nha. Thế là của mình enter cho nó giết mất một con của mình đi. Tại vì là mình có bút hết tháp lên con biết là combo mình vẫn chết mà. Con biết này mạnh lắm. Và mình không có sức kiên giết nó. Được rồi, tơ sau mình sẽ giết nó. Nó là nó cũng đang sợ con cá của mình ra skin giết con biết nên là nó cũng đang rất là sợ. Cả hai thằng đều đang sợ nhau. Đây đấy. Nó cũng sợ mà mình cũng sợ. Rồi ok, tên này mình sẽ giết luôn con biết của nó đã. Đưa coi để bóc kia để bong bóng. Xóa bài và cái đuôi. Con này con trên hay con dưới? Con trên đi. Đúng rồi, chứ con dưới nhiều khi chết rồi còn đâu. Đúng rồi, con dưới là chắc chắn chết rồi, không tưởng được. Rồi nó có 7 bài của con chết nha. Con đớt này hả? Đúng rồi, 7 bài đấy. Rồi cái đuôi với cả hai xóa bài đi, xóa bước bài nó đi. Cái đuôi và hai xóa bài. Không, đánh bung thôi, mình phải chỉ lưu ý này, vào những cái thế hai đánh bung như thế này thì mình phải xóa hết bài và đợi bài con cá thì mình mới đánh được. Mình đánh cả đuôi đây cũng chết chị. À nãy đánh cái đuôi trước. Tại vì em bảo rồi cái con đớt này đớt 2 stun. Nếu mà nó để stun ở cuối thì mình sẽ bị miss skin mà mình đang cần xóa bài nó. Chị nhìn thấy không?
số kia này mà mình đang cần xóa bài nó, không có người đam đâu. Đấy, tên này nó xuyên giáp mình là chết luôn này. Cho nó ăn một cái đuôi. Không, tên này mình đánh một cái miệng cá thôi là được rồi. Xem con đớt này tổng bao nhiêu em vậy? 46. Được rồi, tắt đi. Thấy không? Đánh lỗi, đánh sai vị trí skin cái tự nhiên thì trận nó khác. Rồi enter. Rồi bóc tí bong bóng. Hai đôi coi. Chính xác. Phá giá. Rồi bong bóng. Miệng cá bóc đi luôn. Rồi đuôi coi nữa. Enter. Ok đủ đam đấy.